Sao cứng vậy? Đây anh em, chúng tôi đang chơi gút gỗ nè anh em. Cứng hài còn cứu được. Tới nữa rồi. Tới à, nữa. Nói với tôi là dễ quá rồi. Từ 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 từ. Ê. Ê đụng má nhít kìa. Còn cứu được. Còn cứu được. Đây. Đây. Đó. Rồi, quay tôi các bạn. Nào bạn. Rồi. À, coi hợp lý rồi, cái nào hợp lý. Nào bạn. Bạn thích chọn cái đó đúng không? Rồi cái đó dễ vậy. Dễ kìa. À, dạ. Từ từ mới khó mới vô rồi, từ từ khó. Mới vô. Từ từ nó khó không? Cứ bình tĩnh, không sao. Cứng nha, cứng nha. Cứng. Cứng luôn á. Trời đừng đừng. Này chơi đông người vui quá. Không biết chừng nào mình thua này. Game dễ. Ui, hãy vậy. Dạ. Rồi. Ừ. Rồi. Má sao chịu leo dưới ta? Nào một tay là dùng tay này luôn, đúng không? Chỉ đẩy kéo một tay thôi. Một tay thôi đúng không? Ừ. Ok. Kéo một tay thôi, đúng rồi. Một tay thôi gì vậy? Rồi. Dưới này mới khó nữa. Rồi bạn ơi. nhìn đu quá bạn, tôi thông minh vậy, ghê với trời. Nè giúp trên nè, giúp ở trên cho mắm vô, là lát ở dưới không có đồ để nó đổ đi mẹ nè. Thông minh ta hay dữ vậy cơ, hay quá dưới luôn. Chắc kèo quá. Ôi ơi. Ê, trời ơi. Hết hồn. Nghe mày chắc kèo. Hết hồn. Tao bạn nha, tao bạn. Rồi. Nè coi bạn tôi nè, đổ nè. Đổ đổ được. Ai tôi thấy là đúng hơi ghê đấy bạn ơi. Cứng không? Từ từ cứ bình tĩnh, một tay thôi. Rung tay là rớt nữa không? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Rung tay là rớt. Rồi. Ơi. Rồi. Lâm. Rồi ai sẽ lấy mày đi. Cái để cái dưới mất hết để dưới. Đó gì đâu đổ. Mày xem mắm vố. Ù má ghê. Mắm vố rồi. Từ em. Từ. Nín thở. Đừng có thở. Cái này là không được thở đúng không? Thở là đổ. Cứng quá. Từ từ còn ở bên này nè. Hay quá em ơi. Nghe vậy. Quá em ơi. Á giờ làm sao chạy? Nó bị mất cái gù thôi, bây giờ mình lấy này cho dễ dàng chút, chết mẹ. Sao đây? Lấy này, họ lấy cái này anh. Chuẩn bị rô rung rớt. Từ từ nó kìa. Má ghê vậy. Hay không? Ở đây con kia dịnh bạn rượu cho lấy. Đó, chưa? Ơi. Đi mày để đâu kìa? Mày để đây đi. Rồi đó, tới bạn tôi rồi đó. Cái này dễ nè. Này dễ nè. Dễ rớt đúng không? Dễ rớt. Đúng rồi, dễ rớt. Gỗ thông mà. Rồi, tao đến đầu kìa. Trời. Hương ơi. Má giúp hình xương cá luôn phải. Giúp chừa hết gỗ giữa. Cái này giờ sao lát tôi rút nữa. Phải bên này, bên này à. Có thằng đổ chắc rồi. Được rồi. Mà tôi biết ai đổ. Tôi biết ai bị xui rồi. Hay quá anh em này, hay quá. Bình tĩnh thôi, cứ má cái này đang chơi mà mày đang chơi mà bị động đất mới ngon. Má đang chơi bị động đất ơi, thua ăn nặng lắm hả? Rồi. Má giờ sao chạy? Ê em như quá. Ê rồi thua đủ. Thua rồi các bạn ơi, đã có người thua rồi.